Kính chào quý vị khán giả đang đến với chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Thưa quý vị khán giả, những năm qua, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn Châu Thành được đảm bảo giữ vững, trong đó có đóng góp quan trọng của đồng bào tôn giáo. Với nhiều cách làm thiết thực, sáng tạo, phù hợp, đồng bào tôn giáo đã cùng với các cơ quan chức năng thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Thị trấn Châu Thành là trung tâm kinh tế, văn hóa, hành chính của huyện Châu Thành. Đời sống của nhân dân ổn định, cơ sở vật chất hạ tầng cơ bản đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Hiện trên địa bàn thị trấn Châu Thành có 5 cơ sở tôn giáo, trong đó Thiên Chúa giáo chiếm hơn 68%. Tình hình hoạt động của các cơ sở tôn giáo trên địa bàn cơ bản diễn ra bình thường. Các lễ nghi tôn giáo thực hiện đúng pháp luật, chấp hành theo luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016. Xác định việc vận động quần chúng, xây dựng hệ thống chính trị, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở là nội dung cốt lõi. Trong đó, vận động và phát huy vai trò các chức sắc tôn giáo là việc làm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mặt trận Tổ quốc thị trấn Châu Thành đã phối hợp khảo sát, nắm chắc tình hình tôn giáo, hướng dẫn và đồng hành cùng tôn giáo trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo. Đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đô thị văn minh, phát huy nguồn lực tôn giáo, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo trong quần chúng tín đồ các tôn giáo. Thì với vai trò mặt trận thì hàng năm thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn cũng có xây dựng kế hoạch tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền và công an cũng như các tổ chức chính trị thì thực hiện cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thì đặc biệt trong cái năm 2021 thì cái thực hiện cái chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về cái tiếp tục đẩy mạnh cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ mới thì cũng đã triển khai trong cán bộ công chức, đoàn viên, hội viên và người dân tự phòng, tự quản cũng như là các phương thức thủ đoạn của tội phạm. Và bên cạnh đó thì cái công tác tuyên truyền vận động người dân cái thực hiện cái đề án 06 là làm căn cứ công dân gắn chip cũng như là cài định danh mức độ 1-2 cho người dân thì cũng được triển khai sâu rộng trong nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Và cũng như là hướng dẫn người dân trong cái nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thì về để phát huy hơn và thực hiện có hiệu quả hơn thì mặt trận cũng phối hợp với công an và các tổ chức chính trị vận động nhân dân tham gia các cái mô hình về an ninh trật tự. Thì hiện nay trên địa bàn thị trấn có cái mô hình về tổ tự quản thực hiện an ninh trật tự, vận động nhân dân tham gia tố giác tội phạm ở các khu dân cư, rồi mô hình xứ đạo an toàn về an ninh trật tự tại 4 giáo xứ. Các cái mô hình này qua thời gian cũng hoạt động cũng giúp cho công an và chính quyền địa phương thực hiện tốt cái an ninh trật tự ở địa bàn. Qua đó thì giải quyết những cái ý kiến của người dân phản ánh về an ninh trật tự kịp thời. Mặt trận Tổ quốc thị trấn còn thường xuyên tuyên truyền trong tín đồ tôn giáo, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường, phối hợp công an thị trấn, tham mưu Ủy ban nhân dân thị trấn, lãnh đạo chỉ đạo việc tổ chức đăng ký xây dựng khu phố, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự. Tính đến hết năm 2022, thị trấn luôn đạt chỉ tiêu 19.2 trong tiêu chí số 19. 4 trên 4 khu phố, 6 cơ quan, 5 nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Ban công tác mặt trận phối hợp và thống nhất các chương trình hành động đến các cái thành viên trong ban công tác mặt trận để triển khai một vấn đề gì đó để đi đến thống nhất. Đồng thời phối kết hợp với trưởng khu phố để hoàn thành nhiệm vụ những chỉ tiêu ở trên giao cũng như là tuyên truyền về chính sách pháp luật của nhà nước và những chủ trương của Đảng. Rồi đồng thời nói cho họ biết để họ đi làm định danh mức độ 1 và mức độ 2 để làm cái thủ tục hành chính khi họ đi giao dịch ở các nơi công cộng, đỡ phiền hà trong việc mang các nhiều các cái giấy tờ. Công tác phối hợp xây dựng, củng cố, nâng chất các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được Đảng ủy quan tâm chỉ đạo. Các chi bộ trực thuộc có liên quan phối hợp các ủy chính quyền chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp thực hiện. Trong thời gian qua, đã xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình phòng chống tội phạm như mô hình camera an ninh,
mô hình nhóm Zalo tuyên truyền về phòng chống tội phạm, mô hình tái hòa nhập cộng đồng, mô hình nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước trong các tôn giáo. Kiện toàn 4 trên 4 tổ hòa giải ở khu phố với 20 thành viên, phát huy hiệu quả hoạt động tổ hòa giải cơ sở, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn xích mích nhỏ trong cộng đồng dân cư, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng có quá khứ lầm lỗi, không còn tái phạm, hòa nhập, ổn định cuộc sống. Nhìn chung, các mô hình đã phát huy tác dụng, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần trong việc phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Thông qua mô hình đã giúp cho công an giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn. Đầu tiên là mình thấy cái mô hình ra đời đầu tiên là mô hình an toàn xã đạo nè. Cái mô hình này nó hoạt động là cũng tốt. Kế tới là làm bên mặt trận thì triển khai thêm cái là thành lập cái tổ thông tin tuyên truyền của xã đạo. Đó, cái mô hình này là rất tốt đó. Mình về các vấn đề thông tin đó. Bởi vì trên cái địa bàn khu 1 mình là trên 80% là người Công giáo. Nếu thành lập được cái mô hình là rất tốt. Thứ ba nữa là thành lập thêm cái mô hình là về cái môi trường biến đổi khí hậu á. Đó là ở mặt trận các cấp với lại khu phố thì đã triển khai đã thành lập ở khu 1 được 3 cái mô hình và hoạt động là rất hiệu quả. Chẳng hạn như mình thấy về cái mình nói chung về cái trước tiên về cái mô hình an toàn xã đạo thôi nha. Ở đấy là người dân thành lập được cái mô hình này á là người ta tự quản lý lẫn nhau. Có sự cố gì là người ta khắc phục liền, hay là có những người lạ là tới là người ta báo các cơ quan ban ngành các cấp mà có chức năng á làm liền. Thứ hai là vấn đề người ta cũng hay cái đôi lúc khu phố đối đắm trong cái vấn đề hòa giải á, lại nhờ cái ban an toàn xã đạo, người ta ở trong đấy, người ta nhờ cái người mà có uy tín á, người ta lại nói rồi đấy lại nghe là mình ở cái khu phố mình thì nó cũng đỡ được phần nào. Thứ hai vấn đề về tệ nạn xã hội nó cũng giảm đi. Về vấn đề môi trường này cũng vậy, nó cũng người ta tuyên truyền nhau là ý thức cái môi trường. Mình nhớ là xưa khu 1 có cái tiếng đường trời ơi rác gì đâu rác, nhưng mà từ hồi thành lập ở đó tự người ta vận động ra tuyên truyền nhau. Giờ cái tuyến đường chợ kể như là các tuyến đường, mình đừng nói tuyến đường đó, các tuyến đường cỡ như là cũng khang trang sạch đẹp hơn. Mình thấy mặt trận các cấp từ thị trấn và tới khu phố, nhất là khu phố, mình thấy cái vai trò mặt trận ta đi sâu đi sát lắm. Có nghĩa là trong dân mình á, cần cái gì á, là cái ông mặt trận là chẳng hạn như có nhà có gì là ông đã có mặt rồi. Trước yêu cầu của nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn đã tăng cường phối hợp với công an, các đoàn thể, tuyên truyền phổ biến giáo dục chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, không nghe, không làm theo các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Thực hiện có hiệu quả phong trào về phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia phong trào, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, được 15 cuộc với 659 người tham gia. Thì trong thời gian qua, để góp phần củng cố, nâng cao chất lượng công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào tôn giáo, công an thị trấn đã đẩy mạnh công tác nắm tình hình, tổ chức tiếp xúc, gặp gỡ, thăm hỏi, động viên, thực hiện công tác tranh thủ đối với chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo. Qua đó đã góp phần củng cố, thắt chặt mối quan hệ tích cực giữa các giáo hội tôn giáo trên địa bàn với lực lượng công an, phát huy vai trò, ảnh hưởng và tạo sự đồng thuận, hợp tác của các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các hoạt động tôn giáo. Mặt khác, công an thị trấn qua lực lượng cảnh sát khu vực và tổ bảo vệ dân phố tăng cường công tác vận động đồng bào giáo dân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, vận động tác động giáo dân nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành chính sách pháp luật, nâng cao vai trò của công dân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, đảm bảo an ninh trật tự địa phương. Có thể thấy, công tác phối hợp của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên với công an thị trấn trong thời gian qua đã tiếp tục khẳng định vai trò, hiệu quả trong huy động sức mạnh tổng hợp của khối đoàn kết toàn dân tộc trên các mặt công tác, bảo đảm an ninh trật tự trong giai đoạn hiện nay. Công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn đã bảo đảm được lãnh đạo chỉ đạo thống nhất. Ban chỉ đạo thị trấn tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao. Thưa quý vị khán giả,
Thông qua các hoạt động cụ thể, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã góp phần tích cực trong tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào dân tộc, tôn giáo tham gia thực hiện đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc tôn giáo, không ngừng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, góp phần tích cực cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Chương trình đại đoàn kết toàn dân kỳ này xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào tạm biệt.